Thưa quý vị, vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Một tài xế ô tô 7 chỗ điều khiển xe lấn làn, tông trực diện và cuốn xe máy vào gầm khiến cho ba người bị thương nặng. Thông tin từ Công an xã Đông Phương Yên, huyện Trường Mỹ cho biết, khoảng 21 giờ 11 phút tối ngày 20 tháng 7, ô tô mang biển kiểm soát 29A00357 đang di chuyển trên quốc lộ 6 theo hướng từ trung tâm thành phố Hà Nội đi Hòa Bình, khi đến xã Đông Phương Yên, huyện Trường Mỹ, thành phố Hà Nội thì lấn làn, lao sang hướng đối diện và đâm vào một xe máy chở ba người đi theo chiều đối diện. Không dừng lại ở đó, ô tô này tiếp tục kéo lê xe máy và ba nạn nhân khoảng 10 mét thì mới dừng lại. Hậu quả, sau vụ va chạm, ba nạn nhân đều là nữ bị thương nặng, phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103. Tại hiện trường, xe máy bị cuốn vào gầm xe ô tô, hai xe bị hư hỏng nghiêm trọng, hiện trường ngổn ngang. Sau đó, lực lượng chức năng sở tại đã có mặt phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông xử lý vụ việc. Theo điều tra, xác minh ban đầu, người điều khiển ô tô là ông Bùi Văn Năm, sinh năm 1975, trú tại xã Đông Sơn, huyện Trường Mỹ. Trong khi đó, ba nạn nhân trong vụ tai nạn lần lượt là Nguyễn Thị Tê, sinh năm 2007, Đào Thị Trà Mờ, sinh năm 2005 và Nguyễn Thị Thanh Tê, sinh năm 2006. Vì cả ba nạn nhân đều đang điều trị, hồi phục sức khỏe nên cơ quan chức năng chưa xác định được ai là người điều khiển xe máy khi vụ việc xảy ra về thông tin tài xế ô tô sau khi gây tai nạn trong người và trên xe phảng phất mùi bia rượu một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay mở cửa trong xe nồng nặc mùi rượu lái xe có biểu hiện say xỉn lái xe quê tại xã đông sơn ngay gần nơi va chạm giao thông tai nạn cũng ở xã trung hòa cùng thuộc huyện trường mỹ tai nạn giao thông sẽ và vẫn đang là một vấn đề nhức nhối trong xã hội, đặc biệt là hiện tượng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Đã đến lúc, chúng ta không thể kêu gọi sự tự giác của những người tham gia giao thông mà cần phải có những chế tài xử lý mạnh, đủ sức gian đe, thì mới mong hạn chế được việc chứng kiến những cảnh đau lòng do tài xế say rượu bia như trong thời gian vừa qua. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Những thông tin mới nhất liên quan tới vụ tai nạn này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo.